sử dụng driver Windows Live 2. Trước tiên thì ta vào config con communication, ta chọn cổng USB, ta tìm trong manager. Xanh ở bên trái này, hiện ok ở dưới này, rồi vào ok, màu xanh là cây, communication ok là đã kết nối thành công. Đây để download thì ta vào file asset e tên là thư mục cho file. Sửa áp dữ liệu lên thì ta vào driver, driver tự sinh.